Chào mọi người, hôm nay Thanh Hà đến Eco International Clinic để trải nghiệm Vitamage SLX. Để chăm sóc làn da, nhão trùng của mình và những cái nếp nhăn xung quanh vùng mắt. Thì tiếp theo đây thì Thanh Hà sẽ cho quý vị thấy là cái nửa gương mặt bên này, cái làn da trùng nhão nhiều năm và khóe mắt dấu chân chim, thì mọi người sẽ theo dõi, bác sĩ sẽ điều trị cho Thanh Hà một nửa bên đây và sau đó chúng ta cùng tham khảo và theo dõi để chúng ta cùng nhau làm đẹp nhé. Chào mọi người, sau 30 phút Thanh Hà thử nghiệm Thermage SLX thì cảm nhận của mình ngay trong lúc này là da đã săn chắc và đặc biệt những nếp nhăn mà mình không thích trên gương mặt của mình đã từ từ được cải thiện và tin chắc rằng sau một tháng nó sẽ mờ đi nhiều hơn. Và trong ngay lúc này thì cảm thấy đẹp hơn nữa rồi đó. Mọi người phải thử nha. Sau khi trải nghiệm thì Thanh Hà đã thấy ngay là mình cảm nhận ngay được cái làn da của mình nó căng lên và những cái nếp nhăn thì nó đã từ từ mình thấy nó có mờ đi một đôi chút. Và dĩ nhiên là sau một tháng như lời của bác sĩ nói thì là cái liệu trình này nó sẽ giúp cho da của mình vết nhăn mờ đi nhiều hơn và đặc biệt là tất cả các dấu chân chim sẽ cảm thấy là gần như là không còn thấy nữa. Đây, ta-da! Đây là chị gái, chị hai, chị lớn. Đây là em út. Đó, mọi người có thể thấy là hai má của chị rất là căng bóng và những cái vết nhăn, những cái trũng mắt hai bên gần như là biến mất. Thật sự luôn á chị. Trăm may mắn khi mà chị cũng cảm nhận được điều đó thương. Mà sờ và thấy căng và nhất là hôm nay bác sĩ chỉ cho cái cách để mà mình có thể cảm nhận được là mình đánh cái lưỡi qua bên trái, đánh bên phải thấy da xanh chắc, cứng, cảm giác như là mình được trẻ. Chắc phải 10 tuổi đó. Dạ.